giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng FPT Play. Khán giả truyền thân mến, chúng ta đang có mặt tại sân động Ninh Bình để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà câu lạc bộ bóng đá Phù Đồng và đội khách câu lạc bộ bóng đá Phú Thọ trong khuôn khổ của vòng 5 giải nhất quốc gia bia sao vàng năm 2023. Vào thời điểm này thì đội chủ nhà Phù Đồng đang có được vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó thì câu lạc bộ bóng đá Phú Thọ họ đang ngụp lặn ở vị trí thứ 10, vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng vào lúc này. Chúng ta sẽ cùng tới với đường ra sân của đội chủ nhà Phù Đồng. Đứng trong khung gỗ sẽ là thủ thành mang áo số 26 Văn Cường. Những cầu thủ hậu vệ bao gồm số 66 Đức Lương, số 13 Gia Bảo, số 88 Duy Kiên, số 19 Đắc Hùng. Hàng tiền vệ bao gồm số 95 Hồng Sơn, số 20 Quốc Nhật, số 18 Xuân Lộc. Và bộ ba tấn công sẽ là số 6 Phan Thanh Hậu, số 92 Văn An đội trưởng và số 17 là Thanh Tùng. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này sẽ là ông Lê Thanh Hùng, cùng với đó là hai trợ lý trọng tài. Còn đây sẽ là đội ra sân của đội khách câu lạc bộ bóng đá Phú Thọ với thủ thành mang áo số 1 Viết Đại. Những cầu thủ hậu vệ bao gồm số 3 Hà Châu Phi, số 26 Hải Đức đội trưởng, số 66 Hoàng Duy, số 79 Văn Nam. Hàng tiền vệ bao gồm số 8 Anh Tuấn, số 51 Sĩ Trinh, số 12 Hữu Định. Và hàng tấn công sẽ là số 9 Văn Hưng, số 22 Văn Tám và số 19 là Long Nhật. Và như vậy hiệp 1 trận đấu giữa Phù Đồng và Phú Thọ đã được bắt đầu. Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà Phù Đồng sẽ bảo vệ phần sân bên phải màn ảnh của quý vị khán giả trong trang phục truyền thống của mình, đó là áo xanh, quần xanh và tất xanh. Trong khi đó thì Phú Thọ họ sẽ bắt đầu trận đấu này ở phần sân bên trái màn ảnh của quý vị khán giả trong trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng. Thanh Hậu đánh đầu, nguy hiểm. Vậy bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Viết Đại. Quả phạt góc tiếp theo dành cho Phú Đồng. Cái tình huống phạt góc ở bên cánh trái sẽ được thực hiện bởi Hồng Sơn. Đánh đầu, cơ hội, tỷ số là 1-0 dành cho Phú Đồng. Rất bất ngờ. Một tình huống dứt điểm, một chạm rất hay đến từ vị trí của Xuân Lộc. Khi mà sợi dây liên kết của những cầu thủ tấn công chưa thể tỏ ra hiệu quả thì một tình huống cố định, Phù Đồng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Hồng Sơn, những tình huống thoát pressing tốt của Phù Đồng khá hay. Cú lên bóng dành cho đội chủ nhà, đứng trong khe cho Văn An nhưng nó quá mạnh. Tấn công khá tốt ở khu vực giữa sân. Chiều cao 1m80 của Chính Đăng hoàn toàn có thể là hy vọng của Phú Đồng trong tình huống treo bóng này. Quốc Nhật đánh đầu, không được. Đó là tình huống băng vào đánh đầu của Văn An. Một tình huống di chuyển tương đối khôn ngoan của đội trưởng bên phía Phú Đồng. Hiếu Định đánh đầu, khá nguy hiểm. Đó là tình huống đánh đầu của Hải Đức. Và băng ra của Văn Cường là hơi nguy hiểm cho khung thành của Phù Đồng. Và xử lý tốt của anh Tuấn. Hiếu Định đường truyền nhanh cho tốc độ của Văn Hưng. Văn Hưng đối đầu với Duy Kiện. Văn Hưng cơ hội dành cho Phú Thọ, không được. Đường truyền cho tình huống xâm nhập vòng cấm của Sĩ Trinh. Tình huống có thể được coi là cuối cùng của hiệp 1 này. Đánh đầu khá nguy hiểm. Đúng hơn thì đó là một pha bay người dứt điểm rất đẹp mắt của cầu thủ bên phía Phú Thọ. Tình huống bay người là của Hoàng Duy, nhưng thành Việt Cường đã chơi xuất sắc. Tiếp tục là bóng dành cho Phú Thọ. Long Nhật, Châu Phi, bóng không thể qua được cái chân của cầu thủ bên phía Phù Đồng. Tình huống bay người của một trung vệ. Đưa bóng vào, không được. Tiếp tục Long Nhật, dứt điểm ngay, khá nguy hiểm. Đó là một pha xử lý bất ngờ tới từ số 19 của Phú Thọ, nhưng nó vẫn chưa thể đem lại được sự hiệu quả cao nhất. Cánh phải thì Tuấn Em đang đứng khá thoáng. Văn Văn là người đứng trước bóng. Văn Văn đánh đầu. Tình huống treo bóng có ý đồ của Văn Văn. Nó hướng tới pha di chuyển của Duy Kiên. Hải Đức
Ngay lập tức là tình huống bóng dài. Thủ thành Việt Cường đã băng ra kịp thời. Đó là tình huống chạm đầu của Văn Vinh. Tình huống kiểm soát bóng khá hay của Phú Đồng. Chuyền tấn công dành cho Phan Thành Hậu. Đến bóng dành cho Phú Đồng. Đưa bóng vào. Cơ hội không được. Bóng hướng tới vị trí của Văn An. Nhưng số 92 đã không thể chạm bóng thành công trong pha bóng vừa rồi. Khá đáng tiếc. Nhưng bóng vẫn đang trong chân của cầu thủ Phú Đồng. Thanh Tùng. Chính đẳng. Tiếp tục là quả tạt. Không vượt được qua được cái đầu của Hải Đức. Quốc Nhật. Cầu thủ Phú Đồng đang cố gắng để gia tăng sức ép. Xuân Lộc. Văn Văn. Đúng hơn đây là Văn An. Vẫn là Văn An. Khá nguy hiểm. Tình huống xoay sở và dứt điểm tương đối nhanh của Văn An. Một tình huống mất bóng nguy hiểm của Duy Kiên. Đây là Văn Vinh. Vẫn là Văn Vinh. Dứt điểm. Không được. Sẽ chỉ có một tình huống phạt góc dành cho Phú Thọ mà thôi. Tình huống tưởng chừng như các cầu thủ Phú Thọ sẽ có được một tình huống áp sát nguy hiểm đối với khung thành của Việt Cường. Nhưng sự chậm chạp của Văn Vinh lại chỉ mang về cho Phú Thọ được một tình huống phạt góc mà thôi. Tiếp tục là Kim Quang. Đánh đầu rất nguy hiểm. Tình huống bay người để cản phá tốt của Việt Cường. Long Nhật. Khá nguy hiểm. Và đường bóng an toàn của Việt Cường. Bóng vẫn còn dành cho Phú Thọ. Dứt điểm ngay. Một pha dứt điểm thể hiện được sự bế tắc của các cầu thủ Phú Thọ tới từ Văn Việt. Chuyền tấn công chính xác cho Chính Đăng. Khá trống trải. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm tốt của Văn Văn. Nhưng nó không thể chiến thắng được thủ thành Viết Đại bên phía Phú Thọ. Một khoảng trống mênh mông đã xuất hiện ngay trước mắt của Văn Văn. Dấu ấn tới từ tình huống chuyển hướng tấn công rất hay của Phan Thành Hậu dành cho Chính Đăng. Đưa bóng vào. Đánh đầu! 2-0 dành cho Phú Đồng. Và đó là pha làm bàn của Chính Đăng. Hai bàn thắng của Phú Đồng tới từ hai tình huống phạt góc. Và gần như bàn thắng này là dấu chấm hết dành cho Phú Thọ trong trận đấu ngày hôm nay. Cả hai bàn thắng của Phú Đồng đều khiến cho thủ thành Viết Đại phải đứng chôn chân. Ba vòng đấu không biết đến việc ghi bàn. Và trong trận đấu với Phú Thọ họ đã có được hai bàn thắng. Quốc Nhật. Dứt điểm ngay. Không nguy hiểm đối với Viết Đại. Thủ thành mang áo số 1 của Phú Thọ cũng phải mất hai nhịp. Đưa bóng vào. Và như vậy tiếng còi mãn cuộc của ông Lê Thành Tùng đã vang lên. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 dành cho đội chủ nhà Phú Đồng. Một chiến thắng quan trọng của học trò huấn luyện viên ông Nguyễn Văn Đàn để cắt đứt được chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua. Và với chiến thắng này, các cầu thủ Phú Đồng có thể vươn lên vị trí thứ 3 của Bình Thuận với 8 điểm, nhiều hơn Bình Thuận 1 điểm. Và cảm ơn những khán giả truyền hình đã theo dõi trận đấu này. Hẹn gặp lại quý vị trong những trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ của giải nhất quốc gia Bia Sao Vàng năm 2023. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.